Gà nhàn, gà cớm. Mà cái wifi mình có trong máy sẵn rồi, tại giờ phải vô là. Cái đó wifi trong đó là anh xài 4G. Không anh xài đâu có 4G đâu. Mua cái camera. Đây là đường đi xuống bãi cá Lưới Giúp này gia đình. Bãi cá đây gọi là bãi cá Lưới Giúp ở Long Hải nè. Ngày xưa ở đây là chạy cá, bà con mình ở đây buôn bán đông lắm. Xe chạy là tấp nập luôn đó. Người đi qua đi lại là có bữa là không có đường mà đi luôn. Ngày hôm nay là hoang tàn chưa? Từ cái lúc dịch tới giờ luôn á. Đi hết khu vực chợ cảng cá Long Hải cho gia đình xem. Bây giờ còn có cái chợ nhỏ nhỏ chỗ này thôi, có một hai cái hàng bán thịt heo thôi. Đây là hàng bán thịt heo của em gái. Cái bên là có ba hàng bán rau cải nè. Hả? Anh ơi. Hả? Em làm cái này cho anh quay nè. Sao không phải? Trời ơi. Bán đồ bán thịt nè. Vui vẻ nè. Vui nhất ở bãi cá Lưới Giúp. Đi đường ở đây bây giờ em đi thẳng xuống là còn có cái, một cái khu ở bà con mình ở là tập trung lại là xóm đò thôi. Sấm thúng sấm đò. Còn đây là ngày xưa là cá Lưới Giúp mà. Những cái chạy cá ở đây bây giờ là đóng cửa hết luôn. Lúc trước ở đây là bờ giờ này là đông đen luôn á gia đình. Từ 11, 12 giờ phi mà cho tới sáng luôn. Những chạy mực chạy cá ở đây đầy dãy. Giờ chỉ còn được lê que vài cái nhà ở thôi. Em đi chạy xuống dưới đây là khu vực xóm thúng dưới đây ở nè. Là còn cái làng chài nhỏ nhỏ thôi. Gọi là làng chài dưới xóm Miễu Bà gia đình. Đường nó hơi xấu nha gia đình. Nó chạy nó hơi dung á. Đó, xuống tới đây là ngay cái làng chài ở dưới Miễu Bà nè. Dạ, mến chào cô chú anh chị. Ngày mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Em hiện tại giờ đang có mặt tại bãi cá Lưới Giúp. Ngày xưa ở đây là gọi là bãi cá Lưới Giúp ở Long Hải nè gia đình. Bây giờ là còn chỉ còn cái làng chài nhỏ nhỏ ở khu vực ở dưới xóm Miễu Bà thôi. Tại vì cái làng chài này nó nằm ngay cái khu vực cái Miễu Bà, cái bên cái bãi cá Lưới Giúp. Cách nhau cũng không có bao xa. Em quay giáp danh cái khu vực bãi cá Lưới Giúp cho gia đình xem. Cũng lâu lắm rồi em mới ghé xuống đây lại. Phía trên bãi đất trống đó là bãi cá Lưới Giúp hồi xưa của Long Hải đó. Lúc trước ở đây á, ghe vô
bắt cá bán cá, tất cả ghe thuyền vô là đều tập trung ở khu vực nơi đây này gia đình. Bây giờ từ cái lúc dịch tới giờ là bị giải tỏa luôn rồi. Bây giờ ghe thuyền là phải vô Phước Tỉnh hay là Vũng Tàu. Còn ở đây là còn lại những cái thúng nhỏ nhỏ như vậy thôi. Hôm nay em xuống đây em quay cái cảnh bà con mình sinh sống dưới đây như thế nào, đánh bắt như thế nào nha. Mời cô chú anh chị cùng đi với em nha. Cái năm mà chưa có dịch đó gia đình, khu vực chỗ này là đông đen bà con luôn. Bán hàng rong, đồ nói chung đồ ăn thức uống dưới đây là không thiếu. Bãi cá nó giúp ở Long Hải đây lúc trước là tập trung rất là đông. Ghe thuyền các nơi đổ về đây cũng rất là nhiều. Từ cái lúc dịch tới giờ là bị giải tỏa rồi. Bây giờ còn những cái thúng nhỏ nhỏ đây bà con mình sinh sống thôi. Rồi chào anh nha. Rồi chào em. Bữa nay vô đi biển, đi biển con. Có. Có. Cá sòng ha. Có chiếc nào đi cá sòng nữa không? Có, ở đây còn có cá sòng. Đang vô ha. Đúng rồi, đang vô. À. Thì bữa nay em vô được nhiều không? Không. Không hả? Vậy là cũng kiếm cơm được. Mấy ký rồi. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe. Dạ. Ok, chào em. Đây đang ngầu đang thao lưới lại. Vì hầu tối nước nó lừa, thành ra úng thúng nó bị úp lại, đất nó vồi lưới giờ nó chôn, giờ nó mấy anh phải lấy ra từng tấm nè gia đình. Tội nghiệp quá. Cái này hồi tối nước nó lừa hả chú? Rồi nó úp qua lại luôn hay sao? Nó lừa rồi nó úp qua lại luôn hả? Trời, nó chôn lưới luôn. Rồi mình có bị ảnh hưởng gì không chú? Dạ. Đâu có bị mắc của cải gì đâu ha. Vậy cũng đỡ. Điều nó cực mình làm lại thôi. Tối nước nó lừa lên trên đây, gia đình vô thúng bà con mình để. Rồi thành ra nó bị sôi, rồi nó bị nghiêng thúng, nó đổ lưới ra. Sáng mấy chú phải làm lại vậy nè. Cái này nó cũng lừa cũng nhẹ, chứ nó lừa mạnh là kiểu đó này cũng dễ trâu mất nghề lắm á. Mấy chú đằng kia cũng vậy. Đó, nó lừa nó trôi nó lỡ mà chỗ này mà đất mà nó vồi lại luôn. Thấy tội nghiệp bà con quá. Mấy bữa cái khu vực này là nguyên một cái cồn cát bồi lên. Thường thường mùa nam á, ta gọi là nam bồi bắt lỡ. Mùa bắt hay lỡ vô trong đây lắm. Đây cái chú đây cũng vậy nè, cũng bị nước nó lừa vô. Nguyên một đống lưới mà thành có cát trong đó không? Dạ, nước lừa hả chú? Cỡ mấy giờ, hồ tối cỡ mấy giờ chú? 9 giờ, 7 giờ, 8 giờ. 8, 9 giờ tối hả? Nước lừa lớn quá. Lừa, lừa cao dữ vậy ta? Mấy năm nó có giống vậy không? Có 2 năm nay à. Dạ. Cái năm quái rồi năm nay. Mấy năm trước không có. Mỗi năm nó mỗi khác ha, thời tiết bây giờ khó hiểu quá. Trâu thúng tùm lum lưới tè. Rồi ở đây bà con mình có ai bị mắc cái gì không chú? Không có mắc lưới á. Dạ. Tại vì chưa kiểm soát được. Tội nghiệp quá. Chưa kiểm soát được lưới á. Còn của chú thì không bị gì hết, chỉ bị như vậy thôi. Bị vậy lại chôn mấy bao lưới cũng hay thúng đó. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ nó lỡ nè gia đình. Lừa lỡ lòi đá lên hết luôn. Còn mấy bữa chỗ này là nó lấp bằng luôn. Em đi trên đây tầng cát bủng không á. Bây giờ là nó lòi đá lên quá trời luôn. Thành ra là mấy ngày hôm nay là bà con mình phải kéo thúng cao lên nữa. Đó, có con đường kéo cao tuốt vô trong á. Em trai đây đi biển vô có không biết. Thấy lưới chài tùm lum hết mà chưa có thấy cá. Kéo sát vô nhà luôn không gia đình. Em lên trên đây em quay sát cho gia đình coi. Em mới đi biển vô. Đây đi lưới nổi. Cá lộn xộn. Ồ, con mau ếch đẹp. Mau ếch đã ra chưa?
Bỏ này bữa qua em mua một con này là 100 mấy ngàn một ký. Đúng rồi. Tính dữ các bạn. Đúng rồi. Nó hộp cá à. À. Cá lớn thì nó mắc tiền hơn. Hộp cá này ổng vừa. Còn cỡ đó là vừa. Bữa qua em mua một con đó 1 ký 200 mấy. Cá hố, cá ép lộn xộn. Cá sòng. Ủa bên này được có một thùng à. Cái này kêu bằng cái can chứ không phải là cái thùng nữa. Cũng được cá này cá nọ cũng được chục ký, chục mấy ký. Giờ anh Vinh lên phụ vợ, anh đem lên trên chợ. Giờ anh thì quay xuống, anh ăn sáng rồi sau đó anh làm lưới. Phê đây mấy bữa em xuống á. Mấy lúc trước em xuống đây, cái quán cà phê nó nằm cao tí tè trên đây luôn. Bây giờ là cái bực nước xuống sát ở đây, sát vô trong cái quán luôn. Giờ mấy anh này đi biển vô trước, rồi sau đó ăn sáng xong. Còn mấy anh đây chắc hồi tối này là bị nước lừa, thành ra không có đi biển, giờ phải làm lưới lại. Nước lừa nó ấp qua, chôn lưới lại luôn, vô được. Tội nghiệp luôn, hồi nãy có cái chú đó, ông chia sẻ, ông nói cũng có một số bà con đây cũng bị mắc lưới. Giờ cũng chưa có kiểm tra lại hết là ai mắc bao nhiêu. Vừa lưới vừa cát luôn nè gia đình. Sâu quá bây giờ kéo không nổi, phải nhờ chiếc xe đây nè. Cột dây vô cho chiếc xe nó kéo giùm. Một cái thúng bị chôn nè gia đình, nước nó lừa nó chôn. Trời ơi, nó lừa lên tuốt trên đây luôn. Này mà da không kẹp là mắc lưới mắc thúng luôn. Một cái hố này. Lên tới quán luôn. Ông quỷ sứ. Ơi. Hai ba. Hai bốn con sáu này đó. Hai bốn này chút khi màu lộn đó. Bây giờ phải giờ lưới đi. Chứ để về là tối nước nó lừa nữa. Mình Vinh nặng mình đừng có đếm số 1 2 3. Đó vậy đó. Là cái nữa nè. 2 3. Một người la bằng ba người kéo đó. Hai ba. Bỏ những cái bao lưới đây lên trên thúng và sau đó là xe nhờ chiếc xe kéo đi vô trong lại. Thấy chiếc thúng nó đi biển vô mà khi mà trời đồng ý là trời ở ngoài kia là im nhưng mà trong bờ lại có lượng ở gia đình. Là coi thúng nó chùi lượng vô nè. Thấy cái thúng nó nhỏ bé không? Trời ơi, đó sao quen cái ngọn sóng rồi. And, trời ơi, phà khó vô. Trời ơi, gian nan chưa? Này, mạo hiểm quá. Nó lùa vô cái vô tới bờ luôn. Còn đây là đang kéo cái thúng này lên nè. Thúng ở đây cũng bự lắm á gia đình. Đứng mình đứng là tới cái ngực của mình luôn á. Mấy anh đây thì đi vô sớm, thành ra là ngồi tuốt bên trong đây đang thao lưới. Còn cái chú đây mới xe mới vừa kéo lên. Có không chú? Có một ít. Dạ. Tối ở đây nước lừa quá chú ha. Lừa mấy cái thúng trên kia trôi lứ trôi cổ chôn lứ quá trời luôn.
chú được một thùng này nè. Dẫn chưa? Dạ. Cái sòng, cái ảo, cái đóng, đù. Được 5-7 kg. Cá lật giặt không? Vớt dưới đây nè chú. Cũng mở địa biển vô. Cái thúng này hồi nãy mới vừa chạy vô em có quay cho gia đình xem á. Chùi lượng ghê chưa? Đây đóng những cái con cúm nè. Cá mắm thì em chưa thấy. Em chỉ thấy những cái con ở đây nó đóng thôi. Về mặt trăng không? Về mặt trăng cái này cũng được 100+ ngàn ký hả chị ha? Đây một chiếc thúng đang vô nữa nè gia đình. Đó bắt đầu là ăn sao nè. Kéo ra ra khói đen luôn. Tại vì mà khi mình kéo vậy cái lái thúng nó mới là chạch xuống, nó không có bị bơi lái. Trời ơi sao cái sóng rồi. Không mà không sao, cái này vô sát sắp bờ rồi, không sao khỏe. Cái sóng nó lại à. Ra xa ngoài kia có hai cái thúng đang chạy vô. Đang vô gần tới bờ gia đình. Em zoom lại cho gia đình xem. Im lượng vô luôn. Im lượng vô. Trời ơi cái lượng nó ở bên trong nó đi hoài rồi mà nó cao muốn lắp cái thúng luôn. Lẹ vô. Không sao. Ở trên khu vực đó nó có cái cồn, thành ra nó hơi có sóng nhiều á gia đình. Vô anh ơi, vô lẹ đi anh. Rồi không sao, an toàn. Cản sợi dây. Ôi, anh trai nó mới đi biển vô nè. Cá đói không? Ôi, cá đói to vậy nè. Cá này giờ lên chợ cũng cả 100+ ngàn ký hầu ha. Trăm không ta? 120. Tùy theo cá lớn cá nhỏ ha, cá chim. Vinh phụ xuống ở đây, anh Vinh phụ cái thùng xuống cho. Anh hốt vậy mà. Hốt vậy ha. Ủa, vợ đâu không xuống phụ? Hốt vậy mà. Vậy là đi một mình rồi tự Vinh về luôn. Trời ơi đúng giỏi luôn. Đi con mình à. Dạ đây em phụ Vinh cho. Phụ ảnh đi. Cá hố, cá đổng, chét, cá sóc. Cái chét cũng 100+ ngàn ký hả? Dạ dạ. Sòng. Ồ sòng cái này nướng ngon nè. Anh đi câu. Hết rồi. Giờ anh đi lưới năm. Đi sòng đại sung á. Cá đấu này mà cỡ này là nướng cũng ngon nè. Nấu canh với lại rau tàn ô cũng ngon nè. Nói chung cá đấu này dễ ăn.
nướng kho, chiên xào gì cũng chiên cũng được. Vậy là bữa nào em cũng đi ha, ngày nào cũng kiếm được thùng vậy ha. À, tại giá bữa nào khá được 2 thùng, kiếm tiền sắm đồ Tết cho con cái thôi. Rặt rồng cá đói không, đi lưới cá đói là phải đóng cá đói. Có bữa nào sang cá gì ngon không Hậu? Có chim trắng, chim tu rồi. Đã vậy ha, đủ thứ cá. Bỏ hàng Việt Nam chất lượng còn như đây này, cá để ăn. Còn đây là vô sớm rồi, còn gỡ mấy con cá lặt vặt lại nè gia đình. Cá ép. Hậu. Ok. Này đi, bạn em đi lưới ghẹ nè. Bạn em là hồi đó ở Ga Lăng nè. Đó. Nghề lưới ghẹ thúng. Con trai, con trai, cái thúng này vô nè, đang vô tới bờ nè, gia đình chợ sống ở đằng sau à. Rồi không sao, cái sống nó lại lại à, không sao. Ở xa có một cái thúng nữa đang vô tiếp. Một lần kéo lên kéo xuống vậy là 60.000 một cái thúng nha gia đình. Thúng nhỏ thì 50. Đây ghẹ, ghẹ nhàn nhiều đây mà bạn em nó còn chơi ốm mà là ít á. Quá bà con mình kêu xe bên chở đá xuống đổ nè gia đình, đổ để tấn cái cửa quán lại. Tối nước lửa thành ra giờ phải kêu đá trẻ xây nhà gia đình để tấn lại. Cái dựa, cái đổng cực khổ, cái đêm mà có như đây ít quá, cá giật hết rồi, cá đi ăn Noel. Vô thấy gỡ ghẹ với lại gỡ nó còn cùm cúm. Ô đại ca chào anh, khỏe anh. Cái đó wifi trong đó là anh xài 4G. Ghẹ nhàn, ghẹ cớm. Ghẹ này giờ cũng còn 200-300 ngàn ký hả Thắng ha? Ba sĩ ha, 300. Và bán lại 5 sĩ. Đúng rồi. Hao hớt nhiều lúc nó chết nữa. Hao hớt nhỏ rồi. Chết. Một cái thúng đang chuẩn bị vô mà sát bờ cũng đỡ bớt để mà đi còn lưng ngoài đó, nó sống nó bủa ở đó thấy không. Thúng tên là Thành Tài. Thúng này hơi to.
chét, cá hố, cá đù, cá đóng. Cái thúng mà vô mà lứ mà vắt bên hông thúng ở gia đình là những chiếc này là đi lứ ghẹ nè, là khi mà đóng đồ dơ, những con này con nọ mà đóng đồ dơ là bỏ qua một bên, lát nữa vô mấy anh gỡ sau, còn ghẹ thì anh bỏ qua một bên, bỏ vô trong cái kênh và bỏ oxy vô cho ghẹ nó sống, rồi sau đó là gỡ từ từ. Còn những chiếc nào mà không có vắt lứ bên hông là những chiếc đó là đi lứ cá, đi lứ nổi rồi gia đình, lứ cá rựa đồ hay là cá đổng, cá chét rồi đó. Đó ghẹ gỡ xong bỏ vô trong cái xô. Đi lứ ghẹ vô gỡ cực. Mấy anh trai vô cũng ít. Mấy ký. Bạch má, cá sòng. Nước này tối còn lừa nữa. Lừa phải vài ngày vậy nó mới hết. Cá trang, cá sòng, bạch má. Đủ tổn, không biết đủ không mày. Tiền kéo lên kéo xuống không hết 60 ngàn à. Tiền ăn tiền dầu nó cũng phải vòng vòng có là 200 hơn. 300. Mấy anh mà đi vô không có nhìn mặt mấy anh buồn. Lưới ghẹ là vô là nó đóng mấy cái này không à gia đình. Đóng mấy con cúm cúm này nè, nát lứ hết. Quá giờ bà con mình kêu mấy xe đá xuống bỏ, tắn lại. Cái nào với anh? Ừ, cô vụ quá trời luôn. Cô vụ này bẻ càng giá bán 100 mấy 200 ngàn ký. Mà nó nát lứ hết rồi. Gỡ cực. Phải đóng ghẹ vậy cũng đỡ quá. Một chiếc thúng mới vô nữa là gia đình. Cũng đóng đồ dơ cúm cúm quá trời luôn. Mấy cái hầm lỗ lỗ này là hồi tối mấy cái thúng bị sôi á. Ừ, con cá ghim nó còn sống không nè gia đình. Đó, nó còn ngáp ngáp luôn nè. Ừ, cái nẻ nó ló ra là trời. Ừ. Rồi, gia đình ơi, giờ này cũng 8 giờ hơn rồi. Bà con mình đi biển cũng vô hết rồi. Em xin phép cô chú anh chị nha, em kết thúc clip ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em nha. Bye bye gia đình.